Ok, so lesson 20, ok. Hôm nay mình sẽ học một chủ đề cũng rất là phổ biến các bạn nhé. On the field, ok. Ở trên trên cánh đồng các bạn nhé. On the field. Đấy. Ai đã có thói quen học tiếng Anh hàng ngày rồi các bạn ơi? Hãy comment habit xem nào. Nghĩ bằng tiếng Anh mà học tiếng Anh hàng ngày. Các bạn ơi, comment đi. Habit. Thói quen. Các bạn ơi, comment đi. Habit. Âm hát mình sẽ đẩy hơi ra nào các bạn này. Habit. Okay. Ai đã có thói quen học tiếng Anh hàng ngày và nói tiếng Anh hàng ngày rồi các bạn comment đi. Habit. Âm hát mình đẩy hơi ra nào. Habit. Ok, really good. Bạn Minh Nguyệt có rồi, Khoa Đào có rồi này, tuyệt vời. Awesome, ok. Mấy bạn này có rồi à? Các bạn nào có nào? Trung Hiếu này, Thanh bạn, Thanh này. Bạn Minh Sơn có rồi, Khoa, tuyệt vời. Ok, awesome. Nguyễn Xuân Ngữ có rồi, Ngọc Huyền, tuyệt vời. Bạn thầy tin chắc chắn rằng các bạn sẽ rất là giỏi tiếng Anh, ok. Chắc chắn các bạn sẽ giỏi tiếng Anh. Và thầy tin là lớp mình cực kỳ nhiều bạn sẽ đi du học ở nước ngoài như thầy. Thầy đã đi học ở Mỹ và các bạn sẽ đi học châu Âu, học rất là nhiều nước trên thế giới. Và ai tin rằng mình sẽ có đi du học là các bạn ơi. Hãy comment đi, I believe. Tôi tin các bạn này. Các bạn phải tin chứ đã, I believe. Ngày xưa thầy cũng vậy, thầy không biết tiếng Anh. Nhưng thầy tin là thầy sẽ đi được Mỹ, nên thầy đã đi được các bạn ạ. Thầy đi du học ở Mỹ, học tập được rất là nhiều cái. I believe, các bạn comment là I believe, ok. Đầu tiên mình phải tin đã đúng không? Okay. First you have to believe first. Nếu còn tin mà còn không dám tin nữa thì làm sao mà làm được đúng không? Ok, good. Thầy tin hầu hết lớp mình sẽ là một trong những học sinh học xuất sắc tiếng Anh. Tại vì các bạn có thói quen học hàng ngày. Okay. I believe that you will be one of the best in learning English, okay? Because you have the habit of learning English every day. You have the habit. Cái quan trọng nhất là các bạn có thói quen. Habit. It is the most important thing. Okay. Cái quan trọng nhất các bạn có thói quen học. The most important. Okay. Thing. Okay. Đó là cái quan trọng nhất khi bạn có thói quen hàng ngày thì chắc chắn các bạn sẽ giỏi. Okay. The most là nhất. Important là quan trọng các bạn. Thứ. Okay. The most important thing, okay, các bạn ơi. The most important thing, okay. Là cái quan trọng nhất. Các bạn có thói quen học hàng ngày. Okay, rồi. Lesson thôi này. Okay. Lesson là bài học các bạn nhá. Lesson. Các chủ đề nó không liên quan đến nhau, các bạn học bài nào cũng được nhá. Rất là nhiều chủ đề, thầy sẽ dạy các bạn rất rất nhiều chủ đề trong cuộc sống. Lesson là bài học các bạn. Các bạn ơi, đọc lại thôi nào. Lesson, các bạn nhớ âm L mình uốn lên các bạn nha. Ok, the L sound, you move your tongue up. Lesson, ok, lesson. Đấy, âm L mình uốn lên, bạn nào ghi kịp thì ghi thêm đi. Âm L mình uốn lên. 95% khi các bạn gặp âm L. 95% when you see the L sound, you move your tongue up. Ok. Rồi, các bạn học nha. On the field. Ở trên cánh đồng các bạn nha. On ở trên này. Trên cánh đồng. Con này, đọc lại theo thầy nào. Repeat after me. On the field. F nào. Răng trên cắn môi dưới. Thổi hơi ra các bạn nhá. On the field. Ok, really good. Ok, one more time, một lần nữa nào. On the field. Ok, good, nice one. Tiếp theo nào. Point and repeat. Ok, chỉ vào và nhắc lại các bạn này. Point and repeat. Bạn nhớ âm P nào. Hai môi mím lại, bật hơi ra các bạn ơi. Point. Point các bạn chỉ nào. Point and repeat. And repeat. Chỉ vào và nhắc lại theo các bạn nha. Point and repeat. Ok. Chỉ vào. Chỉ nào. Chỉ và nhắc lại các bạn ạ. Okay, các bạn ơi, nhắc lại thế này nào. Point and repeat. Okay, one more time, lần nữa nào. Point and repeat. Okay, thầy xin mời một bạn nha. Bạn một bạn đọc lại theo thầy nào. Xin mời bạn Ngô Ban, bạn Ban rất là chăm học nha, rất là chăm học trên website tungchan.edu.vn. Bạn comment đi, tungchan.edu.vn là cái website các bạn phải đến học, cái trường học online của mình. Bạn Ban học gì?
Okay, repeat after me. Nhắc lại thầy nha. On the field. On the field. Okay, the thế hả nào? The field. The field. Okay, âm đi của nó. On the field. On the field. Good, nice one. Point and repeat. Point and repeat. Good, thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, đúng rồi. Thầy thấy bạn Ban tiến bộ rất là nhiều các bạn ạ. Okay, good. Bạn Ban trước khi học với thầy hầu như cũng chưa biết nhiều. Okay. Nhưng mà các bạn Ban hiện tại tiến bộ rất là nhanh các bạn nhé. Rất là chăm học, tuyệt vời. Okay. Còn comment này, congrats Mr. Ban. Okay, congrats. Thầy thấy bạn Ban thực sự tiến bộ rất là nhanh. Congrats Mr. Ban. Chúc mừng các bạn comment này, chúc mừng. Chúc mừng bạn Ban nào. Congrats là chúc mừng các bạn nha. Okay, congrats. So please comment. Congrats Mr. Ban, okay? Đúng rồi, congratulations cũng được. Congrats là xin chúc mừng bạn Ban. Rất tuyệt vời, một trong những học sinh rất là chăm học của lớp các bạn nha. So really really hardworking. Okay. Quan học từ này đây nào. He is, anh ấy rất là chăm học. He is very hardworking, rất là chăm học. Anh ấy này rất này chăm học các bạn nha. Okay. He is very hardworking. Rồi các bạn ơi, uống nước đi. Drink water everyone. Chăm học chắc chắn các bạn sẽ giỏi. Ok. Now. Ok, let's learn the case sound. Ok, hôm nay mình sẽ học âm K các bạn ạ. Làm cho thầy nó bật hơi ra. Nhớ âm K là bật hơi ra. Rất là dễ rồi. Bật hơi ra. Âm K nhớ bật hơi ra là các bạn. Các bạn nha. Kite. When you say bike. Hoặc là kit. Kitten. Các bạn ghi bài nha. Kite là cái diều các bạn ạ. Bike là xe đạp các bạn ạ. Kit là bạn tên là kit. Kitten là mèo con. Các bạn nhanh đọc lại theo thầy nào. Kite. Ok, good, next one. Bike. Good, next one. Kit. Good, next one. Kitten. Bật hơi ra. Blow out. Kitten. Ok. Còn làm cây ở cuối cũng được này. Nhìn này. Look. Nhìn này. Còn ai hiểu nhỉ? Hãy comment góp đi xem nào. Nếu còn nếu hiểu. Đây hiểu. Ai hiểu không nhỉ? Hiểu cách phát âm ok chưa? Đơn giản bật hơi ra thôi. Hiểu nhỉ? Rất dễ hiểu mà. Ok. Ok. Bạn Đặng là phải xem trong nhóm nhá. Cách đặt tên ở bạn Đặng này gọi là thế nào? Repeat after me. Kite. Kite. Okay, cây bao giờ? Kite. Kite. Good, next one. Bike. Bike. Good, next one. Kitten. 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 Chứ nơ ngăn ở mũi nào cả lớp này. Kitten. 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 Good, next one. Look. 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 Good. Thank you. You're welcome. You're welcome. Wow, nhanh lên, phản xạ nhanh lên nha. Rồi, tuyệt vời. Tuyệt vời, good. Rồi, các bạn đã có phản xạ rồi. Ok. Bạn xin mời bạn bạn Thủy đi. Đọc ra nào, repeat. Kite. Kite. Good, next one. Bike. Bike. Good, kit. Kit. Good, kitten. Kitten. Good, next one. Look. Look. Yeah, thank you. You're welcome. Wow, yeah. Bạn nhớ nha, thầy sửa thì các bạn đọc được ngay các bạn nhé. Nhưng các bạn nhớ là gì ạ? Khi mà mình nói, so when you speak, ok, thì các bạn phải nói một cách tự nhiên, các bạn không phải nghĩ nữa. Thì các bạn phải nhớ là gì? Repetition, đơn giản thôi. Repetition, ok. Kết à? Bạn Trần Chí Viên hỏi kết nghĩa là gì? Kết là tên thôi bạn, tên của một người thôi. Chẳng hạn như là Việt này,
Tùng này. Ok. Nó là tên là một cái tên thôi nha các bạn nha. Ok, so thầy vừa nói gì không quên mất nha. Repetition, why? Repetition. Bạn comment đi. Repetition là sự lặp đi lặp lại các bạn nha. Lặp đi. Lặp lại các bạn. Các bạn ơi, repetition các bạn phải lặp đi lặp lại thật là nhiều lần các bạn này. Học đi học lại rất là nhiều lần thì chắc chắn các bạn sẽ giỏi. Ok, nào các bạn ơi, các bạn hãy work out một chút nha. Hãy work out đi. Work out. Work out nghĩa là exercise. Nó sẽ bằng với exercise. Là tập thể dục các bạn nha. Các bạn này. Work out. Work out. Ok, các bạn hãy work out đi nào. Ok, các bạn ơi. Put your hands up, các bạn ơi. Khởi động nào. Hands up, ok. Hands up, ok. Hands up. Sát trái nào. Left. Ok, sát phải nào. Right. Ok, back. And front. Lên trước nào. Ok, good. Ok, good. Good. Left. Trái nào, left. Right. Cùng chi nào, làm đi. Back. Sau nào, back. Ấm cây nhá. And front. Ngồi về trước. Tuyệt vời. Bạn giờ thông minh. Ok. Trái nào, left. Right. Back. And front. Okay, good. One more time, lần nào. Left. Right. Back. And front. Okay, one more time, lần nào. Left. Right. Back. And front. Okay, one more time, lần nữa. Left. Right. Back. Front. Okay. Good. Thank you. Bạn Mai Hữu Phương nha. Làm cho nó tập trung rồi nha. Không thể cho ra ngoài đấy, Mai Hữu Phương. Ok, các bạn ơi, tiếp tục nào. Let's go. Còn bật cam nữa nhé. Ok. Keep going, ok. Các bạn học một từ nữa. Keep going, tiếp tục đi. Nghĩa là sẽ bằng continue. Ok, tiếp tục các bạn ơi. Means tiếp tục các bạn nha. Các bạn ơi, hãy comment đi. Keep going. Uống nước đi các bạn ơi. Bạn comment ở dưới nào. Hãy comment đi. Nhanh lên. Keep going. Comment really quickly, ok? Quickly. Nhanh lên, quick. Nhanh các bạn nào. Các bạn ơi, repeat after me. Nhắc lại thôi nào. Quick. Quick. Các bạn nào, quick. Nhắc lại thôi. Quick. Ok. Good job. Ok. Rồi. Nhập tiếp các bạn nha. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại các bạn ạ. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại các bạn nha. Bạn này. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại các bạn nha. One more time. Learn. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại các bạn nha. First one. Bike là cái xe đạp. Next one. Kitten là con mèo. Means con mèo. Next one. Cut là cái gì rồi? Câu này. Repeat after me. Cut. Gần. Xin mời bạn nữa nào. Xin mời bạn Thanh nào. Nhắc lại lại thầy nào. Repeat after me. Bike. Bike. Ừ, con đọc thấp giọng thôi. Lower your voice, okay? Bike. Bike. Good, next one. Kitten. Kitten. Ừ, chân nở hơi có hơi ở mũi ra một xíu nữa rồi. Okay, out your nose a little bit more. Kitten. Kitten. Good, next one. Kite. Kite. Ừ, really good. Okay, awesome. Thank you. You're welcome. Good, awesome. Đấy, bạn Thanh là một trong bạn học rất là tốt của lớp nha. Bạn tiến bộ rất là nhanh. Bạn Thanh chia sẻ là ngày xưa còn không nói chuyện với thầy đứng ở ngoài cơ. Bây giờ nói lý do rồi. Bạn Thanh đúng bạn Thanh nhỉ? Hay comment yes xem nào bạn Thanh này. Đúng không? Bây giờ
Thành rất là tốt nhá, Thành tiến bộ rất là tốt và Thành đang nói chuyện với nước ngoài. Được rồi, tuyệt vời. Thế rất là vui. Yes, ok. Đúng rồi. Rất tuyệt vời nhá, Thành tiến bộ rất là nhanh. Ok. Next one, let's talk. Nào, chúng ta cùng nói gọi là let's talk. Let's talk, ok. Nào, chúng ta nói let's talk. Hôm nay, let's talk. Let's talk. Nào, chúng ta nói she's riding a bike. Okay. Cô ấy đang đạp xe. She's riding. Okay. Hoặc là she is riding. Okay. Viết tắt của is các bạn nhỉ? Cô ấy đang riding a bike. Đang đạp xe các bạn nhỉ? Đang làm các bạn nhỉ? Cô ấy này. Đang is riding nghĩa là đang này. Đang đạp các bạn nhỉ? Đạp xe. Xe đạp vậy. Xe đạp. Lời ơi, nhắc lại thế nào. She is riding a bike. Good job. One more time. Lần nữa. She's riding a bike. Really good job. Okay. Next one. Tiếp theo gọi nha. She's playing with kitten. Okay. She's playing with kitten. Cô ấy này. Đang chơi gọi nè. Is playing. Is playing là đang chơi với mèo con. Con này kitten nghĩa là mèo con gọi nha. Đọc lại theo thầy nào. She's playing with kitten. Nào, drink water. Con uống nước đi. Drink water. Được rồi. Thầy xin mời một bạn đọc theo nào. Ok, xin mời bạn Trung Nghĩa nào. Trung Nghĩa đọc đi. Repeat after me. She's riding a bike. She's riding a bike. Good. Next one. She's playing with kitten. She's playing with kitten. Ok, Pina. Playing. Playing. With. With. Kitten. Kitten. Good, thank you. You're welcome, đúng rồi, tuyệt vời. Ok, xin mời bạn bạn Trang nào đi. She's riding a bike. She's riding a bike. Nguyệt, SH nào. Nhưng she đấy, she. She is riding a bike. Good, next one. She's playing with kitten. She's playing with kitten. Cầm cây bạn thấy ra, kitten. Kitten. Yeah. Bạn Trang nhớ phải về học trên website thật là nhiều nha. Bạn Trang nha, bạn phải nhắc lại rất là nhiều. Nói chuẩn hơn nha. Ok, good, thanks. Good, next one. He's flying a kite. Ok, anh ấy đang thả diều các bạn nhỉ. He's flying. Đang thả diều. Flying nghĩa là đang làm gì đấy các bạn nhỉ. Thêm nữa in ấy. Các bạn nhớ đi, in. Hầu hết nó có nghĩa là đang làm cái gì đấy, hầu hết các bạn nhá. Đội anh này. Okay. He is flying a kite. Đấy, thầy đang nói một cách rất dễ hiểu các bạn. Okay. Is flying nghĩa là đang thả diều. Is cộng với verb anh gọi nhá thì đang làm gì đấy. Anh ấy này đang thả diều. Ok, câu lớp này. He's flying a kite. Ok, one more time. He's flying a kite. Anh ấy đang thả diều. He, câu lớp này, hát đấy dạng. He's flying a kite. Ok, anh ấy đang thả diều. Ok. Good. So, next one. Tiếp theo, học nhanh các bạn nha. Ok, look and write. Nhìn mà viết các bạn nhá. Look, L nào. Look and write. Còn đọc lại thầy một lần nữa nào. Kitten. Next one.
Kit. Good. Next one. Kite. Next one. Bike. Okay, good. Các bạn nhớ là gì ạ? Rồi, cái phần học từ vựng đến hôm nay nhá. Đấy, cái phần đầu tiên đã xong các nhá. Hôm nay thầy hướng dẫn các bạn là một cái khái niệm đấy là gì? Finish line. Cái nghĩa là vạch đích các bạn nhá. Finish là kết thúc. Line là vạch kẻ. Line là một cái đường kẻ các bạn nhá. Finish. Các bạn nhắc lại ra thầy nào. Repeat. Finish line. Ok. Mà các bạn hay comment thì mình phải đến cái vạch đích. Các bạn này đừng bỏ cuộc giữa chừng thì sẽ không bao giờ được huy chương các bạn nhá. Còn comment đi. Finish line. Các bạn comment đi nhanh lên. Comment nào. Finish. Chắc chắn các bạn phải đến vạch đích các bạn nhá. Finish line. Finish line. Đấy các bạn này thật sự chăm chỉ. Và không bao giờ bỏ cuộc các bạn nhá. Never ever give up. On anything. Không bao giờ bỏ cuộc nào. Never give up. Nhưng là không bao giờ bỏ cuộc các bạn nha. Rồi tuyệt vời. Thầy rất thích lớp mình. Không bao giờ bỏ cuộc. Bất cứ việc gì các bạn nha. Hay làm tới cùng. Rồi. Bây mình sẽ nghỉ giải lao vài phút các bạn nha. So let's take a break. Okay. For 7 minutes. And then we will be back. Okay. Rồi các bạn trong lúc giải lao thì các bạn sẽ phải làm gì các bạn phải nói tiếng Anh. Think and talk in English. Okay. Think. And talk in English. Nghĩ và nói tiếng Anh các bạn nha. Các bạn này, think and talk in English. Okay, think and talk in English. Okay, think and talk in English. Okay, các bạn phải nghĩ và nói tiếng Anh. Các bạn nào hứa với thầy nào, các bạn phải nghĩ và nói tiếng Anh để giành giỏi tiếng Anh nào. Ai thực sự muốn giỏi tiếng Anh, các bạn hãy comment này. I promise. Tôi hứa xem nào. Hey, please comment. I promise. Hey, comment. I promise. Ok, tuyệt vời. Yeah. Bạn nghỉ giải lao chút nhỉ. Thanks.